Chào anh em nhé, lại mình kẹo ngon và miền và hôm nay mình quay trở lại giới thiệu anh em những dòng kẹo bên mình đang bán nhá. Trước khi vào giới thiệu sản phẩm thì mình xin phép anh em những em nào đang theo dõi được video của mình thì cho mình xin một like lên video và anh em đăng ký kênh bật chuông thông báo lên để mình lấy thêm tương tác với anh em nhé. Những em nào đã sử dụng qua hàng nhà mình có điểm là chưa hài lòng thì anh em bình luận góp ý nhá để mình có thể cải thiện phục vụ cho anh em tốt hơn. Còn anh em sử dụng cảm thấy ok thì anh em bình luận là ok nhá. Mình xin chân thành cảm ơn anh em. Còn cách thức mua hàng bên mình là anh em đặt hàng mình sẽ ship COD cho anh em anh em nhận hàng thanh toán tiền anh em lý hàng nhà mình là không đồng kiểm nhá hàng không kiểm anh em là tin tưởng quý mến thì mua hàng anh em là không tin tưởng thì qua shop khác để tránh mất thời gian của đối bên nhá hàng nhà mình thì mình luôn cam kết với anh em là mình giới thiệu như nào sẽ gửi đến tay anh em một trăm phần trăm như mình giới thiệu luôn anh em nhận hàng không được như mình giới thiệu anh em cứ gửi lại hàng cho mình để mình gửi lại tiền cho anh em hàng nhà mình luôn bao đổi trả đấy, thế cho anh em yên tâm nhá không ương trả lại Đó. anh em uh, yên tâm về cái vấn đề đấy nhá. Và cũng như video mình đã nói thì hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em những dòng kẹo bên mình đang bán Đó, Nhà mình đầy đủ các loại kẹo cho PCB luôn Đó, Đầu tiên là giới thiệu anh em cái mẫu kẹo xuyên phá GB Nhà mình đầy đủ kích thước từ 4 chấm đến 6 chấm anh em nhé 4 chấm thì uh, vừa mới về được một ít mình chưa kịp cầm về nhà Mới hôm nay toàn quên Đó. Cái mẫu kẹo này thì thích hợp cho những em nào mà đi rừng Đó. Anh em đi rừng bèm những con thú lớn thì cực kỳ phê luôn Đó. Và anh em đi rừng thì không đem ở khoảng cách xa nên chơi cùng với mức áp của lấm cũng được anh em nhé sức phá của mẫu này khỏi bàn luôn anh em đi đem những con thú lớn như là khỉ hoặc là lợn rừng thì anh em chơi mẫu này cực kỳ hợp lý anh em nhé mình đang bán là 450 một cân Còn đây là sà lung anh em nhé Sà lung này cũng là một dạng xuyên phá Đấy, Lực công phá cực kỳ mạnh luôn Và nó có độ chuẩn cực kỳ cao Đó. Mẫu này bao chuẩn cho anh em là 150m anh em nhé Sà lung khuân nhập chỉ dây Đấy Mẫu này thích hợp cho những em nào mà có cành không vòng, không mỏng và van lỗ sản lớn anh em nhé. anh em đẩy được tốc cao chơi cà phê luôn. Đó, đầu viên kẹo nó có cái lỗ cực kỳ to. Đó, khi đem chung mục tiêu viên kẹo nó lỡ ra thì sức phá thì khỏi bàn luôn. Đó, nhà mình có 5.5 và 5.52. Mẫu này mình đồng bán là 500 nghìn một cân bao ship anh em nhé. Đó anh em mà chơi thuần đồng mẫu này thì chơi cực kỳ phê luôn đó còn đây là cái mẫu kẹo mà chủ lực bên mình Đó. Cái mẫu kẹo lấm nồn dít bi anh em nhé Nhà mình đầy đủ kích thước từ 4 chấm đến 6 chấm cho anh em Đó. Cái mẫu kẹo này thì <laughs> à, tất cả đều là chim mềm nhập đóng máy anh em nhé 4.5 này Khi anh em đem mồi nhỏ thì nó đỡ bị lát con mồi anh em nhé Viên kẹo 4.5 cực kỳ bé Đó. còn đây là 5 chấm, 5 chấm nhà mình có từ 5.50 đến 5.56 anh em nào chơi lâu ngày cảnh mòn thì anh em tăng size lên nhá đó để là 5.50 nhá khi anh em mua hàng 5.50 anh em kèm theo lời nhắn là 5.5 chuẩn giúp mình nhá để mình gửi đúng hàng cho nhá để là 552. Đó. mẫu kẹo này váy chung hai tầng anh em nhá nhìn cực kỳ đều và đẹp luôn đó nhìn viên kẹo rất là sắc nét anh em nhá kẹo này mình bao chuẩn cho anh em là 130m và bao lắp xe là 90m anh em nhá nếu mà cành của anh em là cành cao cấp cành nhập thì có thể biết là sao hơn nhiều luôn hả để 556 anh em nhá Đấy, nhìn viên kẹo cực kỳ khuôn mắt luôn còn đây là 6 chấm là 6 chấm này để cho những em nào mà khu vực nhiều mùi lớn đó. sức phá của 6 chấm thì anh em khỏi phải bàn luôn Đấy, viên kẹo nó to nực phá của nó là cực kỳ mạnh anh em nhé khu vực anh em làm mà nhiều mùi lớn ấy, thì chơi 6 chấm cực kỳ hợp lý Đấy, nhà mình có 635 và 640 anh em nhé Đấy, mẫu kẹo này mình đang bán là bốn trăm rưỡi một cân bao ship đấy từ bốn chấm đến sáu chấm đều bán là bốn trăm rưỡi một cân bao ship anh em nhé còn đây là mẫu kẹo dài đấy kẹo dài này nhà mình có bốn chấm và năm chấm anh em nhé kẹo dài này có độ vươn cực kỳ tốt luôn đấy, thân nó dài nó chịu được mức áp cao nên độ vươn cực kỳ tốt anh em nhé mẫu kẹo này thì nó hơi kén cành Cành anh em nào mà hợp thì chơi cực kỳ phê đấy. rất trụng cự đi xa và độ vươn cực kỳ tốt anh em nhé <laughs> mình đang bán là bốn trăm rưỡi luôn <laughs> còn đây là cái mẫu kẹo Monter đấy mẫu kẹo Monter này thì anh em chơi phản hồi rất là tích cực đó nó có độ vươn và độ gió cực kỳ tốt nhà mình có đầy đủ kích thước từ 4 chấm đến 6 chấm anh em nhé và đặc biệt là 4 chấm này để sử dụng cho cả tiểu và sam luôn đó. kẹo cực kỳ đều và đẹp luôn Đó. đây là 5 chấm này mẫu kẹo này nó dài hơn mẫu kẹo lấm ngắn mập một chút anh em nhé chơi thì cũng không kiến cảnh đó và độ vươn và độ nước gió cực kỳ tốt luôn mình đang bán là 500.000 một cân bao ship Đấy. cũng là vé chung hai tầng anh em nhé cực kỳ đẹp và đẹp luôn anh em nào mua hàng thì cứ liên hệ với hai đầu số hình clip nhá số điện thoại và zalo mình mở 24 trên 24 luôn xin chào anh em